vào thì chả về. Thôi, về đi con. Về, 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 có chuyện gì đấy? Ông ra đây rồi. Đây, thằng này nó không cho tôi vào ông ạ. Cái gì? Không cho vào. Thế. Dạ. Tại sao mày cứng nhắc như thế hả? À, mày phải biết đặt cách cho cô dâu chú rể, rồi đại diện họ nhà gái chứ. Nhưng mà cháu có biết ai là đại diện họ nhà gái đâu. Với lại theo chỉ đạo của bác, nhà mình không có vùng cấm gì. Cái gì? Úi giời, khổ quá, nhìn mặt như thế này. Các cụ đã nói rồi, nhìn mặt mà bắt thỉ rong nhá. Nhìn mặt cái đầy tư cách thế này phải biết chứ. Mày mở mắt ra chưa? Mở mắt chưa? Nhìn! À, mày từ cạnh. Vào. Đây, thằng Tương với con Tươi đứng cách thật xa cái bàn thờ ra nhá. Nhỡ mà rơi cái con gà và cái thủ lợn của bố mà thì chết tiệt đi. Dạ. Đi. Đi vào, nhanh lên. À thôi thế để xin mời bác Nhẫn Nhôm với cả ông dâu dài ngồi ngay khán đài A cho nó ra vấn đề. Đi vào đi ông. Thôi. Ô, ngồi đi. Gớm. Hoành tráng quá ông nhỉ. Nhanh lên Phèo, ôi Phèo ơi nhanh lên, khổ quá nhanh lên thì muộn rồi. Ôi, vỡ đầu ta rồi. Chết rồi. Tai nạn rồi. Chết nào. Ôi, tông một thằng nào. Ôi rồi. Mày ném kiểu gì mày chống úp vào đầu người ta thế này. Mà này chạy buồn cười, tà thật đi. Tao ném thế nào mà ném thẳng nó lại vòng quả túi, úp luôn vào thủ tao này như thế nào nhỉ? Ôi rồi. Nào, chắc lắm, cái trò chống vào đầu này chắc lắm. Ừ. Thế này nha, các bác cứ bình tĩnh. Riêng về rút trống ra thì cần người có tâm, có đức, có kiến thức, có trí tuệ thì mới rút được. Chứ còn những cái loại điều tiêu ngu ngơ, nơ tơ mơ, ngu chi đần độn làm sao mới rút được ra. Bó tay tấm con nhá. Bây giờ mình rút trống thì mình phải rút thế nào? Rút ra làm sao? Rút kiểu gì? Đúng không? Cứ rút thông thường ấy, có rút vào mắt. Đúng không? Tông môn mà thôi, bây giờ mày biết cách rút, mày rút cho người ta đi. Không, để ta mà để cho người ta hiểu. Này, bác cứ bình tĩnh nhá. Hồi đầu đấy, thế này, bây giờ ra đây, thế này. Giờ này, thế này, bác theo em, ra đây. Thế, ra đây. Đấy. Đây. Xác định là đâu đấy. Đấy, bác ngồi xuống đây. Đấy, điệu khó hơn khó điệu. Bây giờ bác đuổi thẳng hai cái chân này ra. Đấy. Thằng ta đâu dài, thằng này. Ngồi đây. giữ chặt chân ông cho tôi nhá. Còn cái thằng Phèo này giữ một chân này, giữ chặt chặt đấy nhá. Còn ông kia giật hai cái cánh khuỷu của não ra đằng sau, giữ thật chặt đấy. Yên tâm, chịu khó còn hơn có chịu đấy, đôi sẽ ổn. Mà cái thằng cóc này mày cứ đứng trơn cái mắt đi, giúp người ta một tay đấy. Bây giờ này nhá, còn con mẹ kia đứng cổ vũ cho các tú nhá. Tôi phổ biến tất cả mọi người này, khi nào tôi kéo về đằng trước thì tất cả mọi người lại kéo về đằng sau, kiểu như kéo co ấy, đúng không? Nhớ phải hiệp đồng tác chiến thì mới ra được cái vụ này. Nào bây giờ tôi làm đây. Nào. Tôi bắt đầu hô hiệu lệnh. 2-3 vô, 2-3 vô, 2-3 vô. Cầm mồm. Lần này nó sẽ ra, không phải lo. Nào, tôi lại hô này. 2-3 vô, 2-3 vô, 2-3 vô. Ôi trời ơi, tổng môn thằng ngạo này. Mày làm cái kiểu gì mà cứ như là cấu đầu rút ruột người ta ra đấy hả? Mày mà rút thêm một tí nữa là ruột nó ra hết ngoài này. Cái này hơi ngon. Ra kia là tao nghiên cứu. Cái này làm phải có nhiều mưu mới làm được chứ có phải đơn giản đâu. Thế nào? Tăng Phèo, mày đi kiếm anh cái chày dã cua, một cái khúc gỗ cho vào đây. Cái giống mà đầu bị chống úp ấy là phải chơi cái trò nong. Đúng rồi. Phải nong nó mới ra được. Đúng rồi. Mút chặt lắm. Bao nhiêu vụ rồi? Mày hậu đậu. Ôi. Nào, bác ngửa cổ cho em nong nhá. Nào. Ôi giời. Ôi giời. Rồi sắp ra đấy. Để con này em chốt hạ ra này. Chốt hạ nhé, bác giật cùng lên nhá. Đấy, nó lỏng rồi đấy. Nào.
Ra rồi. Đấy. Làm cái kiểu này là ra luôn. Nào, mời bác lên đây. Đấy, bác đã thấy thoải mái chưa? Hả? Bác đã thấy thoải mái chưa? Chú bảo cái gì? Này, chú hỏi bác đã thấy thoải mái chưa? À, cỗ toàn thịt gà mái hả? Ôi trời ơi, tôi hỏng rồi. Tức là điếc cả hai tai rồi, lũ giết người. Chết rồi. Ôi trời, khả năng cái bác này bác bị toạt cả hai vế rồi bác ạ. Ôi trời, chết rồi, lũ giết người. Để tôi kiểm tra xem nào. Quay ra đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Có tín hiệu không bác? Không thấy gì. Alo, 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 alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mất hết tín hiệu rồi. Thế thì khả năng bác này thủng hết cả hai màng nhĩ rồi. Ôi thế. Ôi ôi, đi hết rồi à? Ôi mẹ rồi ông Tèo ơi. Hai tay tôi không nghe cái gì cả. Thủng màng nhĩ rồi. Hả? Thủng màng nhĩ rồi. Phải. Chết tiền. Ôi trời ơi, khách vào rồi, khách vào rồi, cái giờ đón khách. Khẩn trương lên, khẩn trương lên. Khẩn trương lên, cho vào sớm thế. Xin mời các bác vào nước ạ. À. Vâng. À, vào nước ạ, à. Nước ạ nhá. À, vâng, xin vào nhá. Xin mời. Vào nhá, vào nước. Ôi trời ơi, không còn đi mong vào. Đứng giữ được, chậm bây giờ nhá. Vào, cháu. Ôi trời, xinh quá con bé này. Ôi trời, xinh quá. Các con ơi, ra rót nước đi. Này này, anh đoàn trưởng. Giờ hoàng đạo quá 5 phút rồi. Cử hành đi cũng chết tiền. Yên tâm, xong luôn bây giờ. Chết cha. Đấy, còn tí nữa đánh góp bây giờ nó chưa đến, bây giờ làm nào. Yên tâm, không vướng. Tao nện luôn. Mà này, ban nhạc của mình cũng phải nện ngay đi. Chứ bây giờ là nó mà từ các thế có mà chết tiền. Nào, luôn và ngay vụt luôn. Phèo, chuyển luôn. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các trẻ thanh niên nữ. Kính thưa quan viên hài họ. Đám hiếu nào cũng có người đi, đám nghỉ nào cũng có người về. Trăm năm trong một lời thề, sau đây chú rể và cô dâu ra ngoài. Vâng, một lần nữa xin kính mời chú rể Quang Tường và cô dâu Thịt Tươi. Vâng, một tràng pháo tay cho cô dâu chú rể. Kính thưa quý vị, nhà ta có rất nhiều châu. Sau đây, hòa tấu An Roi bắt đầu. Này, chúng tôi chơi bài nhạc gì đây? Roi. Ngày xưa anh em mình mỗi lần nghe tiếng nhạc roi là dãy đành đạch ông nhỉ. Tai tôi không nghe thấy gì cả. Không nghe thấy thì dương cái mắt ra mà nhìn. Nhìn thế này. Thank you.
Vâng, và sau đây, để tiếp theo chương trình, MC, ca sĩ, kiêm ngôi sao ca nhạc Lêu Từ Phều xin được gửi tới quan viên hai họ, và đặc biệt là cô dâu và chú rể, một tuyệt phẩm được mang tên Tẩn Trước Cưới Sau Thế Mới Ngầu. À, xin lỗi, Mới Dâu. Sau thế mới ngầu, tiệc cưới hôm nay thiếu món thịt trâu, mời bác ra kia em dẫn chương trình cho 500 âm nhạc lên. Nhưng mà mèo ơi, cô mèo đến nghĩa rồi, mày nới nhiều cho nay nọ nến ngã. Ô văn kê dấu mây này đã về, mời hai họ nhà ta đi vào sân khấu. Sau đây tôi xin phép dăm ba nhời, mời bên nhà gái ngồi mà nhàn hương dương. Giờ tiếp theo đây xin giới thiệu lời nói tân hôn của nhà trai, mời bác lên đây hãy nói đôi lời thay cho phái đoàn nhà trai. Ôi trời ơi, sao lại gọi thằng trai ấy? Xin rằng nhà trai, tôi đây có đôi lời, bụng của cô dâu sao mà to thế? Ô thôi xong, bác ơi đang say rồi, bọn bay anh lên, các cụ đi xuống. Tao chưa xong, đưa đây xem nào, cả hôn trường cho cụ một tràng pháo tay. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ cha chú rể là người sinh ra chú rể, mẹ cha cô dâu là người sinh ra cô dâu. Vậy chúng ta hãy cùng một tràng pháo tay thật lớn cho mẹ cha cô dâu và mẹ cha chú rể đúng không ạ? Trong môn cái ông nghệ sĩ cóc này, mình đi chia tiền nhưng mình phải ăn cắp ăn trộm đâu mà phải chui vào cái chó chảnh này. Nợ nần nhiều bây giờ tao chỉ chui ở đây để cho nó chết ấy. Chứ ông đi chết thì đi chết với mình, như bây giờ cả đoàn ngồi sau này. Tao không chết thôi, chứ tao mà chết thì cả đoàn phải chết cùng tao cho nó vui nhá. Đúng này. Đấy, từ từ thôi. Bảo bình tĩnh cái gì, không những kiểu gì với yên kỳ thế. Nhớ đóng cửa, đóng cốp vào nha. Đi vào đây, vào đây. Đấy, anh chị em ơi, xin mình vào đây hết chưa nhỉ? Đấy, đủ, đầy đủ hết rồi. Nào, cả đoàn mình tập trung ở đây để tôi nghe tôi phổ biến đây này. Đấy, cái anh nghệ sĩ nhà tinh ngao nhá. Đây này, mình phải giúp ở đây cho nó kín đáo. Nên chia tiền cho nó mới đàng hoàng. Chứ không bọn bảo kê nó mà biết hôm nay mình có đi sô trộm mà nó cắt phế mà chết tiền. Này, lúc em nai chim, thằng kê nó còn men nó bảo lúc nào xong thì gọi nó, nhưng em kệ bố nó. Mà nói ra thì đấy, điên cái thằng này. Cái thằng phê ngáo thì rất là ngu đó. Người ta đi đánh thô tôm thì phải kín đáo, thằng này nó nai chim lên. Hóa ra này bảo các anh ấy đến đây mà thu phế à? Mà tông môn như ông chứ hôm nay được. Ông thổi 4-5 bài nào rớt dãi nó phòi ra khỏi mồm cái kèn. Ghê hết cả người. Đúng. Vừa thổi kèn lại vừa ngắm hot girl, làm sao mà không xẻo dãi ra được. Đấy. Thế bây giờ này. À đấy, nhìn thế này biết có việc luôn. Mày quá,
Hôm nay cái con Thiên nhà tôi nó vừa hỏi bố cho con xin tiền mua quần áo. Thôi Campuchia luôn con về. Chia đi anh. Qua thì đến đây để chia tiền chứ có phải đến đây để đứng đầy với nhau ở đây đâu. Tinh thần ý là tôi hôm nay là chia đều cho cả đoàn. Là ai mất nhiều sức thì người được hưởng nhiều hơn. Đấy, thì bây giờ tóm lại là chống năm củ đấy con này. Đấy, chia đều. Chống không phải năm củ. Người bình tĩnh nào để im tôi giải thích như thế này. Riêng tao ấy vừa đánh đàn guitar vừa đánh óc năm củ không được chia đều nào. Anh đánh hộ em có mỗi một bài thôi mà sao năm củ là không công bằng. Đây nói rách cả mồm, hát khô cả họng cũng phải năm củ này. Đây thổi kèn phòng cả mồm cũng phải 5 triệu nhé. Anh ơi, ai cũng đòi năm củ, nhóm nhảy của em quẩy từ sáng giờ rách hết cả đuôi. Ai nói năm củ thì bọn em treo mõ mà. Thôi, không cãi nhau nữa. Khổ quá. Người ta bảo là phải bình tĩnh như lúc chia tiền. Đấy mình toàn anh em chị em nghệ sĩ với nhau, cả toàn người trong nhà mà cãi nhau cứ như mổ trâu mổ bò ấy. Cấp treo mõ suốt từ Tết đến giờ, bây giờ mới kiếm được tí tiền thì bắt đầu là mất đoàn kết. Thế bây giờ này, tôi phải bỏ ra 10 triệu để trả là cái tiền lãi trang thiết bị âm thanh ánh sáng được phục trang của các bố các mẹ này. Thế còn 5 triệu trống thì không nói gì. Thế còn lại là đoàn mình 9 người, cô bảo không ạ? Thế cứ chiêu đề trong 9 thì là xong chứ có cái gì đâu mà. Này, nó kiểu gì nhỉ? Cả một cái thu to như thế mà bây giờ quỳ ra mỗi người tứa được 1 triệu. Thế này thì làm ăn to thì. Thế sao anh không ở nhà đi đừng kêu? Đang tính ở lại. Ôi giời. Hình như này, hình như là xe của bọn thằng bảo kê. Thôi đúng rồi. Chết mẹ. Hả? Sao cái bọn này nó lại đánh hơi nhanh thế nhỉ? Mình đi đánh xô trộn một phát rồi mà nó biết được. Thôi bây giờ này nhá. Nếu mà bọn nó biết hôm nay mình đi đánh xô trộm thì thống nhất anh em là mình cả đoàn mình này đi xô được có 5 củ đấy nhá. Nhất trí chưa? Nhất trí. Nó mà biết hôm nay mà mình thu về 25 củ nó thu phế chết tiền đấy. Đại ca xem phải bọn nó kêu không? Dạ. Hình như là xe của bọn Vượn Nhạc Biển Vàng. Bọn chó này muốn quỵt tiền phế ra mà trốn vào tận đây. Thằng Tín, thằng Dụng. Dạ. Xuống xem nếu đúng là bọn Vượn Nhạc Biển Vàng. Đánh phủ đầu nó rồi đưa lên đây cho tao. Rõ. Dạ. Này. Vừa thấy bọn nó ở đây, giờ đã không thấy bóng dáng bọn nó đâu rồi. Thôi quay về báo đại ca đi. Bây giờ về báo đại ca. Đại ca chửi chết, đi tìm đi. Cái con na già này. Đi. Ôi giời. Nhanh lên cậu ơi. Bọn nó mà đóm được thì có mà tết tiền ấy. Đồng bọn mà ít mồm thôi. Nghệ sĩ gì mà nắm mồm thế. Thì tao đang nhanh đây nhưng mà có nhanh được đâu. Thì tao bảo thế con làm sao cậu. Xe cả huyện người ở đây. Bà mẹ này không có leo được lên đây này. Thế nào này. Ngồi. Đừng có kêu, ngồi im. Cái dòng người nó cao. Cao như đằng cao nó có nhau hồn. Cả đoàn nó rớt xuống đây. Trời ơi, chết cả đoàn. Biết rồi, đang lấy đà. Ngồi im, tao lấy đà này. Ôi, ngồi im nha, ngồi im nha.
đừng kêu, đừng kêu, đừng kêu, đừng kêu. Ngồi đi mẹ. Kêu la cái gì? Xuống ổn đi. Xuống. Thằng hay cáu. Xuống đi. Nhanh đi, nó đuổi được chết tiền. Ra đi các em. Ra đi, ra đi. Ra đi, đây, đây. Ra đi, đây, đây. Ý Vy ơi, thợ quá. Thế thế, bỏ cái tay ấy. Đặt, nào, quan tâm. Đẩy, 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 đẩy. Nào, tập trung vào. Quan đầu nha. Đẩy, 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 đẩy mạnh ra. Hai, ba, nào. Đủ nữa, nào, đủ nữa. Đẩy như thế em ơi. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Đẩy đi, đẩy đi. Này, 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 này. Này luôn, cố lên. Này luôn. Anh này chị luôn. Em nghệ sĩ cố lên. Này này, này này. Này này. Này. Thật đừng đi chơi, cố lên đi. Này. Này. Chết mẹ bọn bảo kê tín dụng. Ôi trời. Dạ, em chào các anh ạ. Bọn mày giỏi thật. Có xô đám cưới mà không khai báo. Định trốn phế hả? Đâu, tốn gì đâu. Vựa nhạc biển vàng của chúng mày chậm lãi của tao là 6 tháng rồi. Riêng tiền lãi là 25 triệu. Vâng, em biết rồi. Báo cáo anh bảo kê tín dụng ở đây này. Suốt từ Tết đến giờ Covid, Covid, bọn em đói dài răng. Làm gì có xô chậu gì đâu mà trốn phế. Mà bọn em xác định rồi, làm được cái gì dù nhỏ hay ít nhưng bọn em vẫn phải đành để đả các anh. Kể cả toàn chết đói bọn em cũng vẫn phải gửi trên các anh, có đúng không các em? Đấy. Không xô, không chậu mà ăn mặc đi biểu diễn thế này à? À, ôi trời. Chị, báo cáo đại ca thế này. Ôi trời, tự dưng đêm hôm qua là thằng Nhật Tinh Ngao nó bịa ra được cái bài Bôi Ra Rô. Thế là nó hát thì bọn em thấy cũng mùi mẫn. Thế bảo hôm nay quay cái MV để PR cho vựa nhạc. Thế là bọn em vào cái lò gạch kia quay. Thế nhưng mà chưa kịp quay thì úi giời, cái bọn nào nó phóng uế đâu. Hồi không chịu được thì bọn em đang tính đi chỗ khác ấy chứ. Thằng này là lòi phét đây đại ca. Thằng Tín, thằng Dụng vừa hôm nay bắt quả tang bọn này đi diễn đám cưới xong. Đánh đám cưới nào? Mà đấy, thằng cốc bầu ấy nhỉ. Tao đã vào rồi mà. Riêng cái bọn này á, mắt nó cực tinh, tai nó cực thính, mà mồm nó bằng đồng, mõm nó bằng nhôm, cái gì nó chả biết. Mày tự nhiên mình thật kỹ mồm. Dạ vâng, em im rồi, em nói gì đâu. Mày nói ai là mõm nhôm đồng đấy? À, ý là em khen các anh chứ có nói xấu như anh đâu. Ý nhá, mồm nhôm mõm đồng là cái mồm nó tắc tắn, nói một là một, nói hai là hai. Chúng mày có muốn làm ăn ở cái đất này được không? Dạ, ở có đây có chứ. Không làm ăn đây làm ở đâu? Anh bảo là làm ở chỗ nào? Làm sao? Con làm ở mắt. Thằng Kê. Dạ. Thằng Tín, thằng Dụng. Dạ. Khóa mõm con cẩu kia lại cho tao. Thôi thôi. Đừng, đừng, đừng. Em xin các anh tự tin, đừng manh động. Nói thật sự một câu nét như thế này này. Thật sự là cái thô này đúng bọn em kiếm được 25 triệu. Thế thì bây giờ đang muốn đả các anh chứ có gì đâu. Các anh định đánh bọn em. Tao muốn mày. Cái gì? Cái số có 5 triệu mày bảo 25 triệu lấy 25 triệu đúng ra bây giờ. À đúng rồi em quên. Số có 5 triệu có vẻ các em. Đúng ạ. Thôi, cũng bỏ ngay. Bây giờ số đúng là có 5 triệu thì cắt thuế cho các anh 500. Chứ bây giờ bọn này mà nó đụng chân, đụng tay vào, nó thật sự là nằm viện thì chết tiền. Mày nói ai là bọn này đấy? Đâu em nói gì đâu, em nói các em diễn viên là bọn này thì em bảo gì chúng mày. Ai mà gì với các anh? Dạ vâng em, bọn em cũng chả giấu được các anh. Tôi chẳng may thì bọn em đánh trộn được một cái xô đám cưới có 5 triệu thôi. Thế bây giờ bọn em cắt phế giả các anh 500 là xong chứ có cái gì đâu mà... Ôi giời, cái gì đây? Dạ. Đếm cho tao xem chỗ này bao nhiêu. Vâng. Ôi, cũng chả giấu gì anh nè. Bọn em cũng đi vừa đi vay ở chỗ khác để mua cái âm, thêm cái âm ly cho nó kêu to á mà. Im mồm. Bọn này đếm chuẩn phết đại ca. Vừa tròn 25 củ. 25 triệu. Coi như là tiền lãi. Cái xô này tao bo lại cho mày 5 lít. Trồng môn cái thằng cóc bầu nghệ sĩ kia.
25 triệu thì mình giấu đi, tự nhiên mày nói ra để bọn nó đập hết cả rồi. Thế bây giờ treo mõm hết cả đoàn thế này. Ôi trời ơi, chết tiền. Doa hãy nói rằng đóng cửa đi. Em mong có anh. Kìa, cô chú đi đâu đấy? Cô chú đi đâu? Có việc gì đấy? Nhà em đi có việc. Bác đi lấy giống ở đâu về đấy? Ôi giời ơi, đôi đi tu tùn tụt tí vì thịt ở trại lợn nhà ông Sẹ đấy. Mà tôi đặt hàng mấy tháng nay rồi. Cha bố nhà nó, lợn giống gì mà đắt hơn cả vàng ròng. Ô hay, sao bà không bảo nó ship về đến tận nhà mà phải lên tận nơi mà lấy làm gì cho vất vả? Sao lại ship được? Chú này mua lợn giống mà lại ship, ship về nuôi làm sao được? Tôi phải đến tận trại nhá, tôi chọn nhá. Chú ra đây xem này. Xem nào. Này nhá, tai lá mít nhá, mít lồng bàn, sướng chưa? Tôi đặt tên là con này là con Tân Hợi này, con này là con Kỳ Hợi này. Đấy, Tân với Hợi có hay không? Chú thấy tôi tài chưa? Giỏi này chưa? Đó. Bác đặt cả tên cho lợn á. Chị An, ôi, lợn đắt như thế thì trịnh trọng nó chứ. Tối nay á, tôi còn phải làm 2 con gà để làm một cái lễ cho nó nhập chuồng nhá. Thôi thôi thôi, không nói với cô chú, vào đây. Tôi mời ít cám, vào đây. Ôi dồi ôi, nhiều hàng quá nhỉ. Ôi dồi ôi, nhiều quá. Này, dạ. Hàng cũ hay hàng mới? Ôi dồi, bác về. Hàng nhà em toàn hàng mới về đấy bác ạ. Thảo nào mới gì cứ thơm phức lên đấy. Cho tôi 5 bao Meji S200+, chở ngay vào cho tôi 1 bao cám vịt nữa. Ui dồi ôi, hôm nay em bận em không chở vào cho bác được đâu. Thế thì tôi lấy trước 2 bao. Mà tôi nói cho cô chú biết nhá, đừng có kêu. Tôi đi từ ở trại lợn về đây, bao nhiêu hàng cám mời tôi, mời đứt cả lưỡi mà tôi không mua. Tôi thích mua cám nhà Phú Sĩ đấy, làm gì được tôi. Có bán không thì bảo. Ôi giời ơi, không bán cho bác thì bán cho ai? Thế mà em nói thật với bác nhá, không chỉ bác đâu, tất cả các trang trại lớn trong cái khu này ăn cám nhà em hết. Biết rồi, không phải nói. Meji S200+, không có phụ gia, không có chất cấm, lợn bao lớn, lợn thì thơm, được giá, đúng không? Thế mà cách đây 2 tháng bác không vào lợn, Tết bác xuất có mà làm được cả mớ. Chả nói dối gì cô chú, cái con Xiên ấy nó lớn rồi, tôi cho nó nuôi 2 con lợn này mới đàn vịt để nó có của hồi môn. Bây giờ nó lớn rồi, những người nó lấy chồng nó phải có tí vốn chứ cô chú nhỉ. Thế mà không nghĩ ra. Này bác, hả? Thế là con Xiên nhà bác nó đến tuổi cập kê rồi à? Rồi. Con bé xinh đáo để đấy nhá. Hay là bác gả nó sang cho em ấy, cho nó làm vợ thằng cả nhà em được không? Cô nói thật hay cô nói đùa đấy? Em nói thật đi chứ. Cấm nó phép nhá. Dồi ôi, thế thì hay quá. Nó mà được làm cô dâu, con dâu phải làm cô chú á, thì còn gì bằng. Để tôi về tôi bàn lại với thằng Ngao bố nó. Vâng. Rồi tôi kết tôi sang bên này nhá. Vâng. Thế mẹ con Xiên về có cho bố con thằng Ngao đồng nào không? Sự bố con mất đấy. Con mất dạy tôi mốt nhà nó. Nó về mấy tháng nay mà nó không nhìn mặt con gái nó cơ. Úi dồi ôi, cái loại đàn bà mất nét. Đúng. Cái loại đàn bà vô lương tâm. Đúng rồi. Cái loại đàn bà nhân tâm. Phải. Thú vật cũng không bỏ con như thế. Đúng rồi. Này em nói thật với bác, cái bác là lành đấy. Gặp phải dâu nhà em thì á, khổ lắm cơ. Đúng rồi, đúng rồi. Nó cả hàng nghìn mảnh như thế này đấy. Sự bố nhà nó, cái loại đàn bà nhá, bỏ chồng bỏ con mà đi theo dai nhá, không thể sực được. Phải không chú Sĩ? Đúng rồi nhá. Mà bác thì cũng không biết dạy con cơ. Kể cả cái thằng con bác cũng không biết được dạy vợ. Nói chung là nhà bác không ra một cái gì cả. Không biết dạy dỗ nhau. Cô đừng nói thế nhé. Cô đừng nói nhà tôi nhá. Cô chỉ thế. Cô không được nói nhà tôi nhá. Cô không muốn nói như thế. Đừng có láo nhá. Cô nói tôi không biết nhá. Cô không được nói nhá. Thôi. Đừng có láo nhá. Đang tâm sự thì nhận cãi nhau làm thế nào. Không được dính đáy nhà tôi. Như bà này. Thì kệ nhà bác. Ai thèm nói. Chứ không à. Khổ quá. Hai bà đang tâm sự tự nhiên lại xảy ra cãi nhau là như nào? Đâu? Cãi nhau đâu? Đang tâm sự đấy chứ. Tâm sự phải phiêu. Phiêu thì nó mới phê. Bác phê không? Phê. Em bảo này, tối nay em lại rảnh đấy. Em lại sang nhà bác chú mình tâm sự nhá. Cho nó phiêu nhá. Lại phê nhá. Thôi tôi về đây. Chú mang cho tôi 2 bao cám trước đi. À rồi. Nhá. Đây. Em bê cho bác 2 bao S200+. Về trước còn lại bao nhiêu tối em bê sang nốt. Bác ơi. Nhớ để con Xiên